Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhận lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng Phu Nhân sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 đến 30 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25 tháng 1. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác chính trị được tăng cường với nhiều chuyến thăm, gặp gỡ và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác kinh tế giữa hai nước có những bước phát triển tích cực. Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 6 trong ASEAN và thứ 16 trên thế giới của Việt Nam. Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, lao động, văn hóa du lịch tiếp tục được chú trọng. Hai nước tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và có một số hoạt động quan trọng khác. Mới đây, Tổng thống Đức đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video để cùng biết nhé! Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều ngày 23 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier làm lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 phát Đại Bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam. Hai lãnh đạo duyệt đồ danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đó tiến hành hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Tổng thống Steinmeier và Phu Nhân thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 23-24 tháng 1, dự kiến tham gia một số hoạt động tại Hà Nội trước khi thăm, khảo sát các dự án của Đức tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Hợp tác kinh tế, thương mại là một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm. Đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Steinmeier dự kiến tham gia tọa đàm với các doanh nghiệp, tổ chức Đức đang làm ăn ở Việt Nam. Ông Steinmeier, 68 tuổi, từng thăm Việt Nam trong cương vị Ngoại trưởng vào năm 2008 và Phó Thủ tướng hồi năm 2016, có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước và quan tâm tới sự phát triển, hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Ông giữ chức Tổng thống Đức kể từ tháng 3/2017. Đây là vị trí đại diện cho Đức với tư cách nguyên thủ quốc gia, có thẩm quyền bổ nhiệm các thành viên chính phủ và thẩm phán của Tòa án Liên bang. Chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier diễn ra hơn một năm sau khi Thủ tướng Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam. Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 9 năm 1975, hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2011. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu-EU và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Hiện có hơn 350 doanh nghiệp Đức hoạt động tại Việt Nam. Tính đến tháng 5 2023, Đức có 444 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,36 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư EU và thứ 18 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có 11 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Đức với tổng vốn đầu tư và qua điều chỉnh đạt trên 30,95 triệu đô la Mỹ. Đức là một trong những nước viện trợ ODA nhiều và thường xuyên cho Việt Nam với hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án ODA từ năm 1990 đến nay. Nhằm phát huy nền tảng quan hệ tốt đẹp và những tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam và Đức, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để trường đại học Việt-Đức phát triển thành công, nhất là thu hút ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, ủng hộ trường đại học Việt-Đức mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau. Tổng thống Đức khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế tin cậy, mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam, nhất là về đầu tư. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đức sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA và thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.
Người đứng đầu nhà nước cũng đề nghị Đức tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường và đào tạo nghề. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, chuyên gia, tài chính trong triển khai khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, JETB. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, tư pháp, nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức vào năm 2025. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đức tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức sinh sống ổn định, tiếp tục là cầu nối, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước. Đáp lại, Tổng thống Đức khẳng định, cộng đồng 200.000 người Việt Nam tại Đức hội nhập thành công, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác về lao động di cư giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Xã hội Đức. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng gặp báo chí để thông báo về kết quả hội đàm. Trong đó, Chủ tịch nước khẳng định thương mại đầu tư tiếp tục là trụ cột, là động lực quan trọng cho quan hệ hai nước. Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương trong các nỗ lực hợp tác truyền thống và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp, pháp luật, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, dạy nghề, di cư, lao động có kỹ năng, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa trên cơ sở phù hợp với tiềm năng và lợi ích hai nước. Những điều tốt đẹp chúng tôi đã thống nhất cần những hành động tích cực, cụ thể với thái độ trách nhiệm cao để hiện thực hóa. Chúng tôi sẽ cùng hành động vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam và đi cùng ông có một phái đoàn doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng làm ăn tại Việt Nam. Chuyến thăm của tôi không chỉ là sự trở lại với một đối tác quan trọng của Đức, mà còn là sự trở lại một đất nước cá nhân tôi rất coi trọng, ông Frank-Walter Steinmeier chia sẻ. Về hợp tác trong lao động di cư, nhà lãnh đạo Đức cho biết, nước ông có nhu cầu rất lớn về lao động lành nghề và ông rất vui vì Việt Nam đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Đức trong lĩnh vực này. Ông cũng chia sẻ sự háo hức được vào thăm thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 1, nơi ông sẽ được tận mắt chứng kiến sự phát triển của các dự án hợp tác giữa hai nước như trường đại học Việt Đức hay ngôi nhà Đức. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính bất động sản. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.